Hey yo, what's up? Xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Mình là Tài Single đây. Thì trong video hôm nay mình sẽ lại làm về một cái content nữa, nhưng mà đó là về những cái tính năng độc đáo, những tính năng mới lạ có trên con Vsmart Joy 3 này. Và đó là những tính năng gì thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào video nhé. Rồi, và cái tips đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ nhấn hai lần để bật màn hình cũng như là nhấn hai lần để tắt màn hình. Thì thật sự mình thấy cái này khá là hay. Thì đầu tiên để kích hoạt cái này, các bạn sẽ vào trong phần cài đặt và các bạn tìm đến cái cử chỉ ở đây nè. Rồi, và ở đây thì chúng ta sẽ có là nhấn để bật và tắt màn hình. Đây, mình sẽ bật nó lên. Rồi, và để bật tắt màn hình đó thì các bạn sẽ nhấn vào hai lần ở chỗ cái này. Đó, và như vậy là nó đã tắt đi rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bấm bật lên hai lần. Đó, và như vậy là các bạn bấm hai lần thì máy nó đã bật máy lên rồi. Thì mình nghĩ là cái này khá là hay. Rồi, cái tip thứ hai đó chính là chúng ta hãy bật chế độ dark mode trên máy. Thì cái chế độ dark mode này nó sẽ giúp cho chúng ta sử dụng nó dịu mắt hơn, nó đỡ đau mắt hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẫn vào phần cài đặt, sau đó các bạn tìm đến phần là màn hình hiển thị. Đây, hiển thị. Sau đó chúng ta sẽ thấy một cái là chủ đề thiết bị. Thì bây giờ mình sẽ chọn là chủ đề là tối. Đó, và như vậy thì nó đã bật lên cái chế độ dark mode ở trên máy. Rồi, và cái tip thứ ba thì mình thấy cái tip này khá là hay, đó chính là picture in picture. Và chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ Chrome để chúng ta bật lên những cái mà chúng ta thích ở trên YouTube chẳng hạn. Đó, đây thì mình đã bật sẵn một cái bài nhạc ở trên YouTube và bây giờ thì mình sẽ mở nó lên. Các bạn nhớ là các bạn hãy mở nó full màn hình như thế này, sau đó các bạn bấm thoát ra ngoài. Đây, thì đó, sau khi các bạn bấm xong thì nó sẽ nằm ở một cái hình vuông như thế này. Và các bạn sau đó có thể thoải mái lướt Facebook hoặc là làm những cái tác vụ khác mà nó vẫn sẽ chạy trên màn hình. Còn nếu các bạn muốn chuyển bài hay như thế nào đó thì các bạn có thể bấm ở đây để nó chuyển bài qua. Rồi, và nếu các bạn không muốn nữa thì các bạn sẽ tắt nó xuống. Đó. Rồi, và cái thứ tư đó là một cái tips mà mình thấy là chỉ có smartphone của Việt Nam chúng ta mới có được. Đó là chúng ta cài cái lịch âm cho máy. Và tiếp theo là các bạn sẽ có thêm cả những cái khuyến cáo về gọi là phong thủy đó. Thì mình thấy cái này cũng khá là hay. Thì bây giờ các bạn sẽ vào phần cài đặt. Sau đó các bạn tìm đến phần là cài đặt chung. Và các bạn sẽ tìm vào phần ngày âm lịch đây nè. Đó, các bạn bật nó lên. Đó, sau khi các bạn bật xong á thì bây giờ nó đã có cái ngày âm lịch ở đây rồi. Ngày âm lịch là ngày 25 tháng 1. Và ở đây thì nó do chúng ta biết được là những cái về phong thủy, ví dụ như là giờ hoàng đạo, cái tối kỵ của ngày hôm nay là ngày gì, xuất hành vào hướng nào thì nó sẽ tốt. Đó, thì mình nghĩ là cái này là chỉ có trên smartphone Việt chúng ta mới có thôi. Còn những hãng nước ngoài thì nó sẽ không bao giờ có được những cái như thế này. Mình thấy khá là hay. Rồi, và cái thứ năm đó là chúng ta sẽ kéo cái thanh thông báo trạng thái xuống mà chị không cần phải với tay lên trên cái này. Thì đây, ví dụ mình sẽ demo luôn. Đây, mình sẽ cầm mình kéo xuống và nó đã xuống luôn rồi, mình không có cần phải với tay lên. Thì để cài cái này các bạn sẽ nhấn giữ vào trong phần màn hình, sau đó các bạn bấm vào cài màn hình chính. Và ở phần màn hình chính này các bạn sẽ bật cho mình cái chế độ kéo xuống này lên. Thì khi mà các bạn dùng một bàn tay một ngón á, thì chúng ta sẽ bật được cái chế độ này đó. Mình sẽ vuốt. Rồi, và cái chế độ thứ 6 là cái chế độ bảo vệ mắt. Thì cái này nó sẽ bật cái ánh sáng vàng lên cho chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái phần cài đặt. Sau đó các bạn vẫn sẽ vào cho mình phần hiển thị. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái là chế độ ánh sáng ban đêm. Đây, nó có nói là chế độ ánh sáng ban đêm thì nó sẽ bật chế độ ánh sáng màu hổ phách, có nghĩa là màu vàng cho màn hình. Thì nó sẽ làm dịu mắt chúng ta hơn. Đây, mình sẽ bật lên. Đó, và nó đã chuyển sang màu vàng rồi. Bây giờ mình sẽ tắt nó đi. Rồi, và cái tip thứ 7 thì nó sẽ liên quan đến những cái cử chỉ vuốt chạm ở trên máy. Thì thường á, những cái màn hình to này mình không có thích là nó sẽ có cái thanh cử chỉ ở dưới này. Nếu có thì nó sẽ làm cho cái máy của chúng ta nó bị gọi là bị mất đi một cái phần màn hình như vậy. Cho nên là mình đã sử dụng những cái vuốt chạm như thế này nè. Đây, mình sẽ vuốt lên để về, hoặc là vuốt từ bên này qua để bật đa nhiệm. Đó. Rồi, và để kích hoạt thì cái này nó cũng khá là đơn giản thôi. Đó là các bạn hãy vào trong cho mình phần cài đặt, sau đó các bạn tìm đến hiển thị. Thì các bạn kéo xuống dưới ở đây thì nó sẽ có cho mình đó là một cái là thanh điều hướng. Thì ở đây, đây thanh điều hướng đầy đủ hay là tất cả các thứ thì các bạn sẽ chọn vào cho mình là phần tùy chọn nâng cao. Sau đó ở đây chúng ta sẽ có một cái đó là bật cái ẩn thanh điều hướng lên và các bạn sẽ chọn được là về vuốt như thế nào đó để cho chúng ta có thể sử dụng. Thì như vậy là chúng ta đã tắt được cái thanh điều hướng đi và chuyển sang cái cử chỉ vuốt chạm. Rồi, và cái tính năng thứ 8 thì mình thấy là nó cũng khá là hay. Đó là chúng ta có một cái là digital well-being.
thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể quản lý được cái thời gian chúng ta sử dụng ứng dụng, cũng như là nếu các bạn sử dụng nhiều quá thì các bạn có thể giới hạn cái thời gian của nó lại, để ví dụ dùng hết thời gian thì chúng ta sẽ không dùng nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ vào trong trang tổng quan, sau đó các bạn kéo xuống thì ở đây có những cái ứng dụng chúng ta sử dụng nhiều thì các bạn có thể giới hạn thời gian lại. Ví dụ như Chrome thì mình sẽ giới hạn là mình chỉ sử dụng 30 phút một ngày thôi chẳng hạn, đó thì mình sẽ bấm OK. Rồi, và như vậy là chúng ta đã giới hạn thời gian xong. Rồi, và cái tính năng thứ 9 đó chính là một cái ứng dụng kép. Thì với cái ứng dụng kép này các bạn có thể chia ra là hai cái ứng dụng khác nhau. Ví dụ như các bạn tải Facebook về và các bạn bật cái ứng dụng kép này lên thì nó sẽ phân ra cho chúng ta là hai cái Facebook để sử dụng hai tài khoản khác nhau. Rồi, và ở đây thì mình đã cài Facebook rồi thì Facebook là ứng dụng mà cái ứng dụng kép này nó cho phép chúng ta có thể tạo ra một ứng dụng khác nữa. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình bật thử nó lên. Và như vậy thì nó sẽ tiến hành là bật cái ứng dụng kép mình lên. Và nếu như ứng dụng nào các bạn cài về mà nó cho phép á, thì nó sẽ hiện lên cái list menu những ứng dụng ở đây. Đó, và như vậy là chúng ta đã cài xong rồi. Bây giờ mình sẽ thoát ra. Đó, và ở đây thì mình đã có thêm một cái Facebook của ứng dụng kép và một cái Facebook bình thường. Thì như vậy là chúng ta có thể sử dụng hai Facebook cũng như là sử dụng hai Messenger để chat chít với nhau. Đó. Rồi, và đó là video mà mình đã tổng hợp lại 10 tính năng mà mình cảm thấy là nó hay cũng như là hữu ích cho những bạn nào chúng ta đang sở hữu con Vsmart Joy 3 này. Và nếu như các bạn thấy mình làm còn có gì đó thiếu sót, hay là nếu các bạn thấy video mình hay thì hãy đừng quên để lại một like cũng như một comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.